Vâng, và sau đây xin mời quý vị, nhất là chị em bạn gái của chúng ta, hãy bước vào chương trình đầu tiên của Văn Trần ngày hôm nay để hướng dẫn chúng ta cách trang điểm cho ngày lễ tình nhân Valentine sắp tới. Và bên cạnh của chúng ta là một người mẫu rất là xinh đẹp và quen thuộc của chúng ta, đó là cô Nguyệt Hân. Nguyệt Hân xin kính chào quý khán thính giả của VNTV. So, Vân muốn giải thích trước khi Vân bắt đầu là thường thì chị cũng nghĩ là phải bắt đầu với cái gì? Foundation. Foundation. We're gonna start with foundation. Đúng rồi. No. Ôi vậy hả? Wow. No. Lạ hả? Ok, rồi. So, em giải thích cho chị. Tại nếu mà mình làm mà mình bắt đầu mà mình dùng với con foundation á, thì cái mặt nó sẽ ẩm. Và khi mà chị đánh mắt á, thì những cái phấn mà nó rớt xuống á, thì nó sẽ... Nó dính vào và nó rất dính, rất là chặt. Và như vậy mà cái mắt ở dưới thì nó sẽ bị đen và bị quầng. Khi mà mình làm make up á, cái quan trọng là ở dưới cái mắt của mình nó phải sạch sẽ. Clean, you want a clean look. Okay. So, em thì không thích làm foundation trước. Cho nên mình sẽ bắt đầu với cái mắt. Thì trước khi mình làm eyeshadow, mình cần cái primer. Chị có biết về primer không? Chưa bao giờ xài primer hết. Ok, so trong khi em làm thì em sẽ giải thích cho quý vị. Primer là giống như mà chị có sơn tường nhà thì đúng rồi chị phải có primer nó mới có ăn primer thì nó mới ăn cái nước sơn, nó giữ lâu hơn, còn không thôi thì nó sẽ chóc nhanh. Nếu mà chị mà đánh màu mắt á mà không có để primer thì nó sẽ bay rất là nhanh. Đúng rồi. Và em thích đánh primer từng phần. Khi mà em đang làm cái khúc highlight đó thì em đánh primer khúc đó. Tại sao? Cái primer nó mau khô lắm chị, cho nên đừng có đánh đầy cái mắt rồi xong khi mình ấy. So here's a highlight and highlight. Khi mà mình bỏ màu lên trên cỏ, flick it off, you don't want it too much on. Cái gì cũng rất là nhẹ nhàng, less is more. See, I tap it on. We're gonna tap on a little bit highlight. And so cái màu này thì nếu mà ai mà có xài cái Naked One palette, it's the same highlight color, which is the virgin, okay? Everybody has a Naked One. So here's the highlighter. And chị có bao giờ gắn qua mí, gắn mí sticker chưa chị? Chưa bao giờ chị xài cái. Yeah. So we are going to do the second color. Wow. Chị thấy em làm primer từng phần, okay? Đúng rồi. Highlighter xong rồi, bây giờ xuống cái base color. Em muốn giải thích là vậy, tại vì cái mình mang màu son đỏ đó, chị không có muốn đánh cái mắt nó đậm quá. Tại sao? Khi mà mình làm á, mình phải balance lựa. Mình một là muốn cái mắt nó nổi thì mình làm cái môi nó lợi chút xíu. Còn nếu mà mình muốn cái môi nó vampy red, đỏ đỏ nổi á, thì mình phải làm cái mắt cho nó nhạt. Một trong hai cái nổi thôi. Chứ mà hai cái mà đều nổi thì nhìn cải lương lắm. Em start cái company của em từ lúc em 17 tuổi. Not 17. 18. Em lúc đầu thì em ra em đi làm cho Shiseido một thời gian. Em xin làm makeup artist. Mà vô nó cứ bắt mình buôn bán không à. Rồi cái không có đúng cái sales goal thì mình cứ bị vô office. Mà nói, I don't wanna be a sales person. I wanna be makeup artist. So em từ ngày đó em nói I'm gonna branch off and start my own company. And so since then Vanity SD đã bắt đầu từ lúc em 18 tuổi. So em cũng hơn 34, giờ cũng 15 năm rồi chị. 14 năm. Mười mấy năm kinh nghiệm rồi. Mười mấy năm rồi. Nhưng mà thật sự em đã làm makeup từ lúc em 15, 16 tuổi đã làm cho đám cưới rồi. Cái này là một cái đam mê. Yeah. Cô này là pretty cô đam mê từ đó. Thì em đã nói với chị rồi, người ta thì đi lo chơi ngoài đường thì em cứ tối ngày nhốt trong bathroom tập không à. So, bây giờ tới primer again. Cho chị một bên coi nè ha. Em bỏ primer dưới miếng nha chị. Em muốn cho chị coi cái này á, mai mốt á mình sẽ làm thêm một phần nữa, em sẽ giải thích cái quan trọng của cái primer. You won't see the importance of it, but em sẽ làm một cái segment mình sẽ giải thích về cái base và cái foundation. Wow, rất là bây giờ hay. Là em đang làm gì, em nói đi. Em đang bỏ lại cái màu vàng cũng ở cái dưới. Màu vàng đó. Dạ, ở trên cái mí của chị á chị. Tới tuổi thì cái mắt của mình nó bắt đầu nó sụp. Nó rớt. Một bên nó không được đều. Thì nhiều khi em xài cái mí này, cái sticker là cái dán mí này để làm chi cho nó nhiều khi mình chỉnh. Khách hàng của em một người thì mắt bên mí này to hơn bên kia nhỏ thì em gắn một bên thôi. Nhưng mà cái này thì mình gắn cho có mí nó rất là đẹp lên hình. Nhưng mà nói thiệt thì cũng hơi thấy, nó ngoài đời mình đi thì nhìn cũng thấy, nhưng mà không sao, em không có ngại tại vì em có mí, em I like it. So chính em cũng xài. So mình tới tuổi rồi, mình cần a little help here.
So this is what I'm gonna do. Now you guys gonna see, chị nhìn thẳng camera để cho khán giả coi ha. Coi cái mí này trước khi em bỏ lên nè. Alright. So look down. Khi mà chị gắn cái sticker look down, chị muốn gắn nó đó ngay trên cái chánh giữa của cái lằn mí đó để làm chi nó cắt ngay đó. Ok. Nhìn lên cái. Wow. Now look at her. You see how hai bên giờ nó đều rất là different. Chị coi kìa. Yeah, yeah. Chị coi cái mí. Đẹp hơn nãy tí xíu nào không? Không mà chị thấy giờ hai cái mí nó đều không? Tại bên đây của chị mí sâu. Bên đây nó ấy. Bây giờ em không có cần gắn bên đây. Ok. See? We even it out. Ok. So chỉ cần một bên thôi tại em cũng vậy đó. Thường thường đa số có nhiều người họ bị một bên nó sệ hơn bên kia. That's just life. Thật sự nothing symmetry. Đúng rồi. There's nothing even. Cái gì cũng a little off. But yeah, you can use a little bit of makeup trick if you know a few tricks just to help, you know. But basically em chỉ muốn nói sơ số cái này em bên Việt Nam. Một hộp này đâu có 1 đồng mà nếu mà ai mà Việt Nam mà các chị em mà có ai Việt Nam á thì nhờ họ mua mấy cái này nó rất là it's like 1 đồng một hộp mà cái này trong đây gần 100 mảnh mà mỗi một cái mỗi một cái miếng này thì gần 10 đôi. Cho nên một hộp này em nhiều, xài đâu cũng gần nhiều lắm. Lâu lắm nửa năm. Eyeliner em đã bỏ cho. Cái eyeliner thì dễ chút xíu thôi nha. Mình dễ rất là nhẹ tay. Và em đã quét ở dưới lông mi cho nó phô để chi để mà nó giữ cái độ bị dầu chảy để mà cái mắt nó không bị lem. Đúng rồi. Ok. Nào em đã làm trước cái phần phấn của chị rồi thì ai cũng có một cái phấn nước riêng của họ thì bây giờ cũng đã biết làm cách làm phấn rồi. Nhưng mà chỉ có một cái khác là biệt đó là thường á là chị xài phấn nước xong thì chị xài cái gì? Phấn bột. Phấn bột đúng rồi, cái powder đó. Phấn nước xong rồi phấn bột phải không? Em không có thích xài phấn bột để em giải thích cho các chị và sau này một cái phần khác nữa em sẽ nói về những cái phần phấn mà em nói sơ là cái này là cái phấn trong. Ok. Cái này là it's called setting powder thì cái phấn nước đó, nó đã đủ độ dày rồi, nhất là chị có rất là nước da rất là đẹp chứ không có cần nhiều. Em chỉ cần bỏ cái phấn nước lên đen chi cho nó even out cái skin cho nó tại vì cái ánh nắng á chị nó chiếu xuống á thì mình có phần sáng phần đậm, cái khuôn mặt của mình có phần sáng phần đậm và nhiều khi có nhiều vết chút chút thôi. Nhưng mà nếu mà cần thì mình dùng cái phấn nước và cái concealer thì nó dày chút xíu và mình bỏ phấn nước và mình bỏ cái concealer là cái mà nó đặc hơn chút xíu để nó che những cái vết mụn. Mình không có cần dày hết nguyên cả cái mặt, mình chỉ cần even out cái skin và những cái chỗ mà cần correction, có nghĩa là những chỗ mà cần dày thêm chút xíu thì dùng concealer. Và khi mà bỏ phấn bột lên thì tới tuổi của mình á, bỏ phấn bột lên là nó thấy những cái vết nhăn rất là rõ, đúng không chị? Đúng rồi, cái mặt của mình làm nó dày á thì đúng nó rồi. Che những cái mụn. Nhưng mà những cái vết nhăn nó thì nó bắt đầu nó nứt. Đúng rồi. Và bắt đầu mà khi mà đổ mồ hôi thì nó sẽ còn thấy mấy cái lằn rõ hơn, nó nhìn giống như là it's like a desert on your face. So em dùng cái phấn này nó kêu là sheer, có nghĩa là trong. Nó không có màu. Nó không có màu, chị thấy không? Nó trong. Nó chỉ có làm cho cái phấn bột của cái phấn nước của mình á ăn vào thôi. Nó mattify là nó không có bị bóng, ướt bị bóng. Ẩm thì nó mất cầu chảy cho nên nó cần phải có một cái phấn bột để mà nó mattify. Thì em quét rất là nhẹ, thấy không? Em để đây cái cọ quét sơ nhẹ thôi và done. She has a beautiful flawless, nhất là dưới mí mắt nè. Mí mắt em không bao giờ mà bỏ phấn bột ở dưới mí mắt. That's a big no. That's my tip. Wow. Dùng một cái mattify sheer. This is trong, phấn trong. A lot of brand nó đều có, hiệu nào nó cũng có. Nó kêu là a setting finishing powder is clear. And cái gì em xài cũng là mineral đó. Và bây giờ tới phần contour. Contour là gì? Là đánh khối làm cho cái mặt, cái nét mình nó hơi nó ấy. Nhưng mà em cũng muốn nói cái này là tại vì á, khuôn mặt của chị nó đã rất là có cạnh rồi, có góc cạnh, má cũng cao rồi mà cũng mặt đã ốm rồi. Mấy người mà ốm mà nhỏ con, mặt nhỏ giống như em với chị á, đừng có contour nhiều quá. Contour nhiều quá nhìn già, tại vì giống như là bị hóp. Mà đàn bà mà nhìn hóp quá nhìn già xấu lắm. Đúng rồi. So chị đã ấy rồi cho nên em sẽ không có contour. Làm cho chị đẹp chứ đừng làm cho chị xấu. Okay. Wow, tức là không có dùng contour cho chị cũng. Những người mà mặt tròn cần góc cạnh, cần má cao này nọ, mình contour đến chi mình tạo đi cái nét, mình tạo cái nét đó tại họ không có. Nhưng mà chị này thì má cao rồi, cũng đã hóp. Giống như cái mặt đã ốm rồi mà mình làm á, đàn bà mà nhìn cái mặt hóp á, nhìn
Dạ, phải không chị? Đúng em rồi. Phải nói thẳng chắc thôi. Chắn rồi. Đúng đúng. Là trên TV cho dù là em chỉ cho anh mà đúng, chị công nhận với em. Đúng. Yep. Chị agree. So mình sẽ đánh rất là ít thôi. Em sẽ đánh contour thì từ đằng sau, thấy cái lông mày không? Contour đừng có bao giờ mà contour trước cái lông mày, cái contour là lúc nào nó cũng nằm đằng sau. Nó tạo cái shadow là cái bóng từ đằng sau. Chút chút thôi để cho có, và chút xíu trên trán để cho cái mặt của mình nó không phải giống như nhìn trắng. Mình muốn chủ yếu mình muốn cái khuôn mặt chính giữa cái mặt của mình nó sáng, cái T-zone. Chữ T nè, đó. Mấy, dưới mắt thiệt là sáng, trán rất thiệt là sáng, ngay chính giữa góc góc mũi và cái cằm. Cho nó nhìn tây, cái mặt của mình nó nhất rất là tây. Cho nên mình cho chút xíu màu ở bên hông đằng sau, nhưng mà mình để cho cái chính giữa cái mặt cho nó thiệt là sáng. Bây giờ mình trở lại cái highlight, thì cái highlight là cái gì để cho nó sáng, cái chỗ sáng. Thì ở dưới, ở trên cái gò má em sẽ làm cho xinh sáng. Ngay đây. I like this hourglass. Cái này cái hiệu hourglass. This is my favorite contour style gần hết luôn, nhưng mà it's beautiful. Wow. It's a very very beautiful color. Học. Nó không có bóng quá, chị biết không? Nhiều cái highlight đó nó bóng, thiệt là bóng, nhìn giống như là mình đổ mồ hôi vậy. Cho nên khi mà mua cái highlight đó phải cẩn thận. Cái này nó rất là tự nhiên, thì chị đưa cái mặt qua lại nè, dưới cái ánh đèn nó sẽ thấy, và ra nắng nó sẽ thấy, nhưng mà nó rất là tự nhiên. Wow, rồi ngày hôm nay học được rất là nhiều tip của mình. Nào giờ mình làm không đúng không? Em làm sai không à? Sai sách vở hết rồi. Nó không, mọi người có một cái không là tại vì tụi mình không có đi học, còn cô nàng học có bài bản đàng hoàng. Em không có học, em tự là kinh nghiệm. Không, nhưng mà em cũng đã học hỏi qua những cái kinh nghiệm của em. Khách hàng, khách hàng dạy họ biết những cái khuyết điểm. Cái nghề nghiệp của em thì em biết nhiều hơn tụi chị. Khách hay lắm, họ biết những cái khuyết điểm, họ nói trời, tao hơi ốm mày đừng có contour, tao nhìn già. Đúng rồi. Cái từ qua năm chục tháng em học từ học những cái kinh nghiệm đó. Yes. And nghề dạy nghề thế. Hay quá. Bây giờ mình sẽ contour cái lỗ mũi nha. Thì em bỏ một cái màu nâu, mà các chị khi mà contour lỗ mũi á, cẩn thận đừng có lựa cái màu nâu mà đỏ quá hay là nâu quá. Thì cái màu nào mà nó natural chút xíu. Em thì thấy không, cái màu này nó đỏ quá không? Màu này thì nó ấy da người quá. Dùng cái màu nâu mà nó tự nhiên á, đừng lựa mấy cái màu nâu. Sẽ thấy mà màu nâu nó đỏ quá là mình biết à. Quẹt rất là nhẹ. Nhiều người làm contour, trời ơi, họ bỏ phấn nước rồi họ làm giống như một cái lằn vậy nè. Nhìn thấy cái lỗ mũi rất là rất là mình muốn làm sao mà người ta nhìn vô người ta thắc mắc biết mình sửa mũi hay mình làm được. Chứ mình không muốn nhìn vô mà người ta nhìn thấy hai cái lằn. Nhìn như vậy thì giống như là mình lên show đi Las Vegas gì đó. No, it's too dramatic. Thấy không? Em rất thích làm mấy cái mũi cao. Rồi. Bây giờ mình đã xong cái phần mũi rồi đó. Lấy là cái cọ mà để làm phấn ấy. Mình fluff sao thấy nó natural. Cái cọ đó là để lúc để làm gì? Cái cọ này thì nó hơi fluffy, nó dễ lắm, nó I use this for cái lỗ mũi, nó rất là tự nhiên. Nó không có chặt quá, nhiều cái cọ nó chặt quá nó bỏ màu lên, nó bỏ nó deposit too much color. Anyways, so here's a trick for the pointy nose. So lấy cái màu highlight này, dùng ngón tay vẽ một cái này, nhất là ngay cái đầu mũi nè, một cái lần ha. Wow. You see it's a lot, right? Now, you want to take a look just so you can see what I did to you. Now we're going to fluff this out. Blend it out, huh? There you go. I'm telling you, I love this highlight. Wow. Ta-da! Look it. I just gave you a $3,000 nose job. Yeah. So let's go with a medium brown. Medium brown. Yes, not very tự nhiên. I want to tell you guys, ladies, that I mean, tùy thị sở thích mỗi người, nhưng mà em thì thích medium brown. And we're gonna start. This is a Anastasia. I love this. Cái này, cái eyebrows này á chị, nó là bằng kem. Nó không phải bằng bằng dứt chì, cũng không phải bằng bột. Tại bằng bột á đánh á thì nó bay nhanh lắm. Mà dẻ bằng dứt chì á thì nó cứng. No. Cái nét nó cứng. Nó dứt chì thì nó chảy. À vậy hả? Nó chảy mồ hôi ra, thấy cái lông mày của mình á, thấy từng hột. Really? Chảy. Right? I mean, còn cái này là cream hả em? This one is Anastasia cream. Nó chế cái này hay lắm. Nó giữ nguyên cả ngày mà không có bị chảy. Vâng, và bây giờ thì Vân sẽ tiếp tục với cái phần đánh má hồng. Vân ơi, như vậy thì đánh má hồng với lại contour nó khác nhau thế nào?
Contour thì là mình tạo cho cái nó có cái nét mặt thì mình đánh là thường thường ở đằng sau cái lông mày. Ok. Còn má hồng thì em thấy nhiều người hay đánh má hồng á, người ta lấy cái má hồng người ta quẹt hết nguyên cả nửa cái mặt. Đúng rồi. Đấy. Mì. Mì chua. Ok. Má hồng có nghĩa là sao, là mình blush, có nghĩa là mình khi mà mình nó cỡ mình đỏ cái mặt. Thì thường thường mình đỏ chỉ có đỏ ngay đây thôi chứ mình không có đỏ nguyên cái mặt của mình. So you just want to tạo cái màu blush cho ngay cái smile, ngay the ball of the face, ngay đây thôi. Thì hôm nay tại vì em xài cái màu, thêm một cái em muốn giải thích là khi mà mình làm mắt á mà giống như có màu nâu á thì no, nếu mà mình làm má hồng á, màu hồng á thì mình mang màu son màu cỡ hồng. À, mà mình làm mà màu đỏ. Môi màu đỏ á, mình đâu có muốn làm má hồng màu hồng đâu. Mình muốn làm neutral, có nghĩa là hơi nâu nâu này nọ, hay là giống như màu natural, mấy cái màu natural. Thì khi mà đánh môi son màu hồng á thì mình chơi má hồng được. Chứ mà bây giờ chị chơi vô má hồng thì màu hồng mà môi thì màu đỏ thì nó không vào với nhau. Nó không có hòa hợp. Ok. So we're going to do cái neutral, cái má hồng cũng của chị sai luôn. Yes, it's all about color coordinating. Từ xưa giờ chúng mình xài sai hết rồi. Balance. Mình phải biết mình bỏ bao nhiêu trên cái mặt mình balance, ok? Đừng có too much on the eyes, too much on the lips. Mình phải lựa mình muốn cái gì nổi. Mắt nổi hay môi đỏ nổi. Thì bây giờ balance chứ lại coordinate. So bây giờ cái má hồng thì em cũng sẽ xài màu smile. Just màu rất là tự nhiên, màu nâu để ăn chi. Em muốn cái môi son cho nó đỏ, nó nổi. Tại bây giờ mà em bỏ cái má hồng mà màu hồng thì hồng lên thì màu, cái môi đỏ quét thì hai cái nó không có hòa hợp cho nó nhìn kỹ lắm. Ok. So. There you go. Cái phần này không thể thiếu được phải không? No, lông mi is 30% của cái makeup. Cho nên cho dù em làm natural cỡ nào, giống như em không có mang nhiều nhưng mà phải em mang lông mi every day. I can't live without it because it really nhìn opens up. Nó đẹp hơn. Dạ, nó open up the eyes. Cái lông mi nó 30%, 40% của cái makeup rồi. Và hôm nay em sẽ dùng cái lông mi của chính em. This is my vanity SD. Wow. Hiệu riêng của em luôn, hay quá. Yeah, you didn't know that, right? Không biết, không Vân biết. Tự chế ra, phải không? Biết. Tự làm, phải không? Custom mix, custom blend, em tự em put together. Và wow. Tại vì qua năm nay em làm thì em quen từ cái khung mắt á. Thì cái này á là cái đôi này á là nó đặc biệt cho những người mà cái mắt hooded eyes, là có nghĩa là mí lót. Mí lót. Cho nên cái shape này là cho những người mí lót. Và this one will fit her eyes really well, nó sẽ enhance mà nó nhìn rất là natural. Và thêm nữa cái này nó không phải là cọng cước mà là lông tóc thiệt. Human hair. So rất là nhẹ. Khi mà bỏ keo lên á đừng có ịn vô liền. Nó chạy, mình bỏ lên cái nó chạy tùm lum tùm la hết á. Bỏ keo lên chờ cho nó hơi khô tí, khô chút xíu. Thì khi mà ịn lên thì nó dính liền, mình đặt đâu nó nằm đó, nó không có chạy tùm lum hết. Vậy làm sao mình biết khi nào nó khô? Mình sẽ thấy nó đổi màu chút xíu, thì thường thường em cho nó 15 giây. Cả 10-15 giây tùy, nếu mà ở ngoài lạnh, trời lạnh thì cả 10 giây. Nhưng mà chị mà mắt nhìn xuống á, khi mình làm lông mi á, mình ịn từ góc ngoài vô góc trong rồi chính giữa mình sẽ chỉnh sao ha. Nè, em bỏ góc ngoài, em chỉnh góc trong, sau đó em mới đè chính giữa. Voilà, look here, look down. Chị thấy không, nó không có chạy. Nhìn xuống nhá, nhìn lên cái. Bây giờ thì trong khi nó đang còn ẩm ẩm, mình còn chỉnh được, mình phải chỉnh cho nó vừa cái mắt của mình. Khi chị gắn, chị muốn đánh cho nó làm sao mà nó vừa sát cái mí mắt á, nó không có hở thì nó nhìn tự nhiên hơn. Em thường thường làm xong em phải vẽ một chút xíu eyeliner để chị biết không. Cái keo nó màu trắng. Mình che đi hả? Đừng có chết. Nó có loại keo màu đen mà tại em hôm nay không có. Nhìn đây nha, nhìn xuống. Thì nếu mà chị lỡ mua màu trắng chị phải vẽ lên thêm.
I think we're almost done here. Em sẽ bỏ lipstick rồi. This is the red lipstick I am so in love with. This is the Miley Cyrus. Cái màu này is my favorite red. Nhiều người á tìm cái red á thì there's many shades of red. Many shades of red. Deeper red, a little bit of burgundy, but this mm-hmm. one for me em thấy nó đẹp nhất với cái Asian skin, cái á đông của mình á. Mm. This has been my favorite red for á đông. So, do you like wearing reds? Yes. You do? Mm, yeah. Mỗi lần chị đi buổi tối đó, thì chị làm màu đậm hơn. Đậm hả? Ừ, màu đỏ hơn. Ừ. Let's see if this is too bright for you, but this is the Miley Cyrus. Và khi mà đánh môi son á, thưa quý vị, thì bên anh thấy là Vân dùng cái cọ chứ không có đánh thẳng bằng trong cái môi son của mình ha, Vân ha. No, yeah. Thường thì người ta dùng cái lip liner nhưng mà em dùng luôn cái cọ em tạo cái shape luôn. Dạ. Yeah. Cho cái màu nó tiệt. Mà anyway em cũng everything very lightly. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì Vân đã hoàn tất cái phần mà trang điểm cho Nguyệt Thân ngày hôm nay. Rất là đẹp phải không? Lộng lẫy hả? Nguyệt Thân nghĩ lộng lẫy không? Nguyệt Thân chưa thấy cho nên chưa biết. Chưa thấy. Rất là muốn she thấy mà like chưa she's thấy. She looks like she's ready to go salsa right now. Oh yeah, I like that. Lúc nãy chị nhìn giống Việt Nam nhưng mà bây giờ em thấy như là chị nhìn you're ready giống for señorita. Señorita. Yeah, Hispanic nào, nhìn giống như lai mẹ. Bây giờ chắc chúng hơn coi được không? Yeah, mời. Yes. Oh wow. Đừng có la lên. Oh wow. Quý vị ơi, người Hân nhìn mà không nhận ra mình nữa, không biết là hôm nay về con nó có cho vô mở cửa, nó có cho vào nhà hay không thì chúng tôi không biết. Thì hôm nay thì Hân rất thành đẹp. thành cô mễ nào hồi nào không hay. Rất đẹp để mà đi dự lễ Valentine sắp tới. Yeah. Cho nên quý vị có những thắc mắc gì thì cũng có thể vào cái website của Vân là vanitysd.com. Và số điện thoại cũng như là số điện thoại của em. Just go to the website and you can contact through the website and it goes directly to our email. Dạ, and nếu mà các chị em có request gì for the next show, please go ahead and put in your comment and give us some ideas and we'll definitely incorporate that into the show. Cảm ơn Vân rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Kính chào quý vị.